Đây là chương trình phát thanh tin lành tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần trân trọng kính chào quý vị thính giả và gia đình. Chúng tôi ngỏ lời hoan nghênh và cảm ơn trân trọng đến quý vị đã dành thời giờ đón nghe chương trình này hàng tuần. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại cho quý vị qua lời của Ngài. Thưa quý vị, một câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc khiến cho người đọc ngạc nhiên. Ấy là có một người đàn ông đã thắng vụ kiện 120.000 đô la Mỹ chống lại chính vợ của mình, bởi vì anh này cho rằng mình đã bị lừa khi cô vợ phẫu thuật thẩm mỹ trước khi kết hôn với mình và sinh ra một đứa con gái quá xấu xí. Số là trước khi gặp Jian Fang, vợ anh đã phẫu thuật thẩm mỹ tổng quát khuôn mặt. Nhờ vậy cô đã trở nên rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ qua mặt được người chồng chứ không thay đổi được cấu tạo bên trong. Cụ thể là khi vợ chồng này có em bé thì đứa trẻ sinh ra lại vô cùng xấu xí. Jian Fang đã vô cùng tức giận. Anh cho biết, tôi kết hôn với vợ tôi vì tình yêu. Nhưng ngay sau khi sinh con gái đầu lòng, chúng tôi bắt đầu có vấn đề về hôn nhân. Con gái của chúng tôi vô cùng xấu xí, xấu đến mức mà tôi cảm thấy sợ. Được biết, vợ của anh Jian Fang đã tiêu tốn 100.000 đô la Mỹ để phẫu thuật thẩm mỹ trước khi lập gia đình. Và dung nhan bởi sức mạnh nhân tạo của cô đã đánh lừa được người chồng, nhưng không sao đánh lừa được đứa con do chính cô sinh ra. Jian Fang đã ly hôn và khởi kiện vợ mình để đòi bồi thường 120.000 đô la Mỹ vì tội sinh ra một đứa con gái xấu xí, và anh ta đã được xử thắng kiện. Kính thưa quý vị và các bạn, thật chúng ta may mắn vì được sống trong thời đại mà những người tài giỏi nhất thế giới đang tìm cách làm cho cuộc sống được tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, theo thưa lời Thánh Kinh thì có điều không bao giờ thay đổi được, đó là bản chất tội lỗi của con người. David, từ một gã chăn chiên không ra gì, trở nên một vị vua của vương quốc Israel. Ông kinh nghiệm được nhiều điều thay đổi tốt hơn trong cuộc đời của mình. Nhưng có một điều, ông nhận biết rằng bản chất tội nhân khiến ông phạm tội không bao giờ thay đổi. David đã cầu nguyện với Chúa rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy thương xót tôi tùy theo lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi tùy theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi mọi gian ác tôi và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi của tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm của tôi, tội lỗi của tôi hằn ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Ngài, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Thật vậy, kính thưa quý vị, luật pháp của con người thì định rằng một tội nhân là một người phạm tội. Nhưng luật của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh thì nói rằng một người phạm tội vì người đó là tội nhân. Và vì bản chất của con người là tội nhân, cho nên người đó có khuynh hướng phạm tội mà Thánh Kinh nói rằng đó là việc làm của xác thịt. Đó là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tuy nhiên, Thánh Kinh cũng đem lại cho chúng ta một sự hy vọng và tin mừng. Đó là người nào tin nhận Chúa cứu thế Giêsu thì được Chúa Thánh Linh bước vào cuộc đời của người đó, ban cho người đó những bông trái, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Người vợ của anh Jian Fang đã thay đổi được diện mạo bên ngoài, nhưng không thay đổi được bản chất bên trong.
cũng một thể đó. Chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu bởi sự chết của Ngài mới thay đổi đời sống của chúng ta từ trong bản chất. Cho nên, một đời sống tốt hơn để sinh ra những bông trái thiện lành, không một giải pháp nào khác hơn, đó là tin nhận Chúa Giêsu để Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, biến chúng ta từ địa vị tội nhân trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sau đó thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những bông trái tốt đẹp, phước hạnh mà do Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Trời hàng ngàn hàng vạn ngôi sao là vật thọ tạo mà Ngài dựng trên cao, dầu Ngài cai trị khắp khắp nơi khắp chốn, ta có quan tâm không? Ngày mà Ngài hạ chân làm vua nhân gian là ngày mà loài người được xem dung. Ngài đem danh Chúa đến nơi giải phóng, ta có quan tâm không? Mai đến lúc tôi trông thấy Chúa trước mặt, tôi hân hoan khi Cha vui ban ân lành. Lúc đó tôi mới biết chính Chúa không phải là Ngài chẳng lo cho tôi. Tôi luôn luôn mãi không rời, giúp đỡ tôi đi qua bao đường trong gai, bao nhiêu ơn phước của tôi. Trời hàng ngàn hàng vạn ngôi sao là vật thọ tạo mà Ngài dựng trên cao, dầu Ngài cai trị khắp khắp nơi khắp chốn, ta có quan tâm không? Ngày mà Ngài hạ chân làm vua nhân gian là ngày mà loài người được xem Ngài đem danh Chúa đến nơi giải phóng, ta có quan tâm không? Mai đến lúc tôi trông thấy Chúa trước mặt, tôi hân hoan khi Cha vui ban ân lành. Lúc đó tôi mới biết chính Chúa không phải là Ngài chẳng lo cho tôi. Suốt mỗi ngày đang trong lòng tôi luôn luôn mãi không rời, giúp đỡ tôi đi qua bao đường trong gai, bao nhiêu ơn phước của tôi. Vui thay mai đến lúc tôi trông thấy Chúa trước mặt, tôi hân hoan khi Cha vui ban. Không phải là Ngài chẳng lo cho tôi, vì Ngài ở nơi xa tín nhân, Cha đang đi bên tôi luôn suốt mỗi ngày, đang trong lòng tôi luôn luôn mãi không rời, giúp đỡ tôi đi qua bao đường trong đời.
David ở trong đồn, vậy nên gọi là thành David. Theo Sử ký thứ nhất, đoạn 11, câu 7. Đặt tên là điều hệ trọng và cần thiết. Hệ trọng vì nó cho thấy ấy là công việc của người có thẩm quyền và trách nhiệm. Cần thiết không kém vì người nào, vật nào được đặt tên thì ấy là bằng cớ về sự xác chứng, chẳng những về sự hiện hữu mà cũng bày tỏ tính cách đặc trưng của cá thể ấy. Kinh Thánh tường thuật rằng, hễ mỗi lần tạo dựng nên vật gì thì Đức Chúa Trời liền đặt tên cho chúng. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm, khoảng không là trời, chỗ cạn là đất. Theo sách Sáng Thế Ký, đoạn 1, câu 5, câu 8 và câu 10. Tuy nhiên, sau khi ban cho Adam có thẩm quyền quản trị muôn loài vạn vật, thì Adam liền được dự phần trong thẩm quyền cao trọng này. Kinh Thánh chép, Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì. Và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Adam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng. Theo sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 19 và 20. Xưa có một thành được đặt tên là Jebu, từ khi có người Jebusit là hậu duệ thuộc con trai thứ ba của Canaan thuộc dòng dõi Cham. Người đã đánh mất cơ hội để cha mình chúc phước cho và từ đó sinh ra một dòng dõi tự sống cho mình, tự tìm kiếm sự an ninh cho mình. Thành Jebu được xây dựng ngày càng vững vàng, kiên cố hơn từ khi dân Jebusit làm chủ. Cho nên khi nghe tin David toan đem quân chinh chiến thì cả thành cười cợt một cách ngạo mạn. Họ đàm tiếu với nhau rằng, David mà muốn đến nơi đây à? Chỉ cần bảo mấy người què, người mù trong thành ra chiến đấu là đủ. Nhưng hễ sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại liền theo sau. Vua David và quân đội Israel đã chiến thắng vang dội trước sự chống trả vô vọng của người Jebusit. David chiếm hữu toàn bộ thành và đặt tên thành là David. Theo Samuel thứ nhất, đoạn 5, câu 6 đến câu 9. Tại đây, Hoàng đế Salomon đã dành tất cả những gì được kể là quý nhất, tốt nhất, đẹp nhất để xây dựng đền thánh cho Đức Chúa Trời. Nhưng hệ trọng và phước hạnh bội phần hơn, thành David cũng được Kinh Thánh gọi là Jerusalem, có nghĩa là nơi trú ngụ trong hòa bình, là thành thánh trong khi Đức Chúa Giêsu đối diện với sự cám dỗ, và là nơi Đức Chúa Trời công bố ta sẽ để danh Ngài tại đây đến đời đời sau khi Salomon và cả dân chúng hứa nguyện sẽ hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài. Thưa quý vị, những cơ đốc nhân, từ khi chúng ta thành tâm cầu nguyện rằng lạy Chúa Giêsu, đấng đã chịu chết và sống lại để tha thứ tội lỗi và ban cho con sự sống đời đời, con quyết định cũng kính mời Ngài là chủ cuộc đời con, vì Ngài là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Thì ngay sau đó, Đức Chúa Trời nhân lời Ngài công bố với chúng ta rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời. Theo sách Giăng thứ nhất, đoạn 4 câu 6 và đoạn 5 câu 19, cả địa vị lẫn kinh nghiệm. Không chỉ có thế mà thôi, người thuộc về Đức Chúa Trời cũng được Ngài ban cho Thánh Linh để xoay mọi ước muốn, cảm tình và ý chí của người ấy xu hướng về những sự thuộc về trời. Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết,
hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại, đời đời, vô cùng. Amen. Vì bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Quý thính giả vừa đón nghe một diễn linh do Hương Lê trình bày với đề tài Thành David. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu chuyện gia đình. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kinh Thánh ghi rằng, khi tạo dựng con người đầu tiên là Adam, Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó." Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Sau đó, Chúa dựng nên bà Eva, đem đến cho Adam và thiết lập hôn nhân cho loài người. Vì muốn ban phước cho con người, muốn đời sống con người được hạnh phúc, Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân. Nhưng tại sao nhiều hôn nhân không hạnh phúc, nhưng đầy rẫy đau buồn và cuối cùng đi đến gãy đổ? Lý do khiến hôn nhân gãy đổ là vì chúng ta là con người bất toàn, yếu đuối, có khuynh hướng làm điều sai quấy. Hơn nữa, con người chúng ta thường ích kỷ và kiêu ngạo, luôn cho mình quan trọng hơn người khác, nên khó nhường nhịn, khó hạ mình để nâng người khác lên. Dù là giữa vợ và chồng, chính vì thế mà vợ chồng dễ có bất hòa, bất đồng ý kiến. Ngoài những lý do đó, vợ chồng cũng khác nhau về nhiều phương diện, nên khó hòa hợp, nhưng dễ va chạm, dễ làm tổn thương nhau. Vì vậy, chúng ta cần học biết những nguyên tắc Kinh Thánh dạy và áp dụng vào đời sống, trong mối quan hệ giữa chúng ta với người xung quanh, nhất là với vợ, chồng, để thật sự được hưởng phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Áp dụng lời Chúa Giêsu dạy, khi hôn nhân có nan đề, chúng ta cần nhìn vào chính mình để tìm lỗi lầm của mình. Sau đó, xin lỗi người bạn đời để vợ chồng giải hòa với nhau. Khi cả vợ và chồng đều thực hành lời Chúa dạy, nan đề sẽ dễ dàng được giải quyết. Tuy nhiên, trong thực tế, sự việc không đơn giản như vậy. Có khi người chồng biết lỗi, hạ mình xin lỗi và mong được giải hòa với vợ. Nhưng người vợ, vì bị tổn thương quá sâu đậm, nên không muốn tha thứ, không muốn giải hòa. Trong trường hợp đó, người chồng cần kiên nhẫn, không nổi giận, nhưng thông cảm với vợ. Cho vợ thêm thì giờ để cho buồn giận trong lòng nguôi đi. Lúc đó, hai vợ chồng mới có thể xích lại gần nhau, hiểu nhau và nan đề mới được giải quyết. Nếu chúng ta là người bị tổn thương, Chúa dạy chúng ta nên sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho người phối ngẫu. Trong bài cầu nguyện Chúa Giêsu dạy, chúng ta cần thưa với Chúa: "Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con." Matthew chương 6 câu 12. Chúa cũng dạy:
Nếu các ngươi tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Matthew chương 6, câu 14 tới câu 15. Chúa muốn chúng ta tha thứ cho người gây đau buồn và tổn hại cho chúng ta, như Chúa đã tha thứ chúng ta. Sau khi nhận lỗi và thành thật xin lỗi người bạn đời, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi người đó chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thúc đẩy hay ép buộc người phối ngẫu tiếp nhận lời xin lỗi ngay và bỏ qua tất cả để vợ chồng làm hòa với nhau ngay, sự hòa giải có thể không thật và không bền. Nếu người bạn đời chưa sẵn sàng tiếp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho chúng ta, nhưng còn buồn hay tỏ vẻ cay đắng, chúng ta cần xin Chúa ban cho mình lòng kiên nhẫn, không vì vậy mà ghét bỏ hay tức giận thêm. Nếu vợ, chồng, chúng ta cũng vâng lời Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ chỉ dạy, hướng dẫn người đó. Nên chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi. Đây là lúc chúng ta cần xử sự theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô dạy rằng, người có Chúa Thánh Linh làm chủ sẽ có trái của Thánh Linh, tức là có những mỹ đức, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Nếu Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống, đây là lúc chúng ta sẽ yêu thương, nhịn nhục, sẽ kiên nhẫn với người phối ngẫu. Thay vì tức giận, chúng ta sẽ cư xử với lòng nhân từ, hiền lành và mềm mại. Cách cư xử đó sẽ cảm hóa người bạn đời. Người đó sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của chúng ta với lòng nhân từ, mềm mại, yêu thương. Không những thế, người đó sẽ nhìn thấy lỗi của mình và xưng nhận. Nhờ đó, nan đề được giải quyết tốt đẹp. Xin Chúa giúp chúng ta, dù là vợ hay chồng, sẽ là nhân tố đem lại hòa giải, chứ không phải là nguyên nhân gây ra nan đề hay làm cho nan đề to lớn hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Mục đích hôn nhân bài 7 phần 1. Xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Mục đích hôn nhân bài 7 phần 2 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Tiểu Anh vừa kính gửi đến quý thính giả tiết mục câu chuyện gia đình với đề tài Mục đích hôn nhân, tài liệu của tác giả Minh Nguyên trong chương trình phát thanh tin lành tại California, Hoa Kỳ. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục câu chuyện phúc âm. Trong tiết mục câu chuyện phúc âm tuần này, chương trình phát thanh tin lành chúng tôi kính giới thiệu đến quý vị lời Chúa và đề tài Cảm tạ Chúa, được mục sư Vũ Ngọc Văn giải bài sau đây. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Kính chào toàn thể ông bà anh chị em. Cảm tạ Chúa đã luôn thương xót, che chở và gìn giữ chúng ta trong những tháng ngày qua, được mọi sự bình an và vui thỏa. Chủ đề bài giảng của tôi hôm nay là Cảm tạ Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nền tảng ở trong sách Esai đoạn 12 từ câu 1 tới câu 6. Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh này là nhắc nhở việc cảm tạ Chúa. Ngài là sự cứu rỗi, là nguồn của sự cứu rỗi và là sức mạnh của những người cảm tạ Ngài. Điều đầu tiên, tiên tri cảm tạ Chúa là vì ý tốt của Ngài. Cuộc sống đã không tốt đẹp vì con người quay lưng lại với Chúa, xa cách Ngài. Chịu đau khổ, lầm than khiến ai cũng mong mỏi có một sự thay đổi, và nhà tiên tri đã nói với dân chúng: Đức Chúa Trời có ý tốt với anh em, Ngài muốn cho chúng ta sự sống và sự cứu rỗi. Giống như Chúa Giêsu đã phán: Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Tiên tri Giê-rê-mi cho biết tương tự. Đức Gia-vê phán: Vì ta biết ý tưởng của ta nghĩ đối cùng các con là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các con được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Chúa đang hiện diện gần gũi và Ngài luôn chăm sóc, ngay cả khi chúng ta cảm thấy Ngài đang ở rất xa. Trong hầm tối nơi người Do Thái trốn tránh khỏi sự bị bắt giết, người ta đọc được câu viết trên tường: Tôi tin rằng mặt trời luôn chiếu sáng dù tôi không nhìn thấy. Tôi tin Đức Chúa Trời hiện diện dù không cảm thấy Ngài. Con người luôn sống trong lo âu và sợ hãi vì cuộc đời đầy nguy hiểm. Dịch bệnh corona chưa yên thì Nga đã tấn công Ukraine. Các tai họa là kết quả của việc con người coi thường ý muốn của Đức Chúa Trời và đi theo đường lối riêng của mình, đầy tham vọng và tội lỗi. Esai đã đưa tương lai vào hiện tại. Nhà tiên tri nói: Hãy nhìn vào cuộc sống ngày nay, khi con người đi theo con đường riêng của họ mà không có Chúa, thì cuộc sống sẽ không tốt đẹp, và dường như là Chúa đang nổi giận. Nhưng Chúa có ý tốt với mọi người, và tín nhân có thể nói: Con cảm tạ Chúa, Chúa vẫn giận con, nhưng cơn giận của Ngài đã lánh khỏi và Chúa yên ủi con. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yên ủi. Ý tốt của Ngài được bày tỏ khi Đức Chúa Trời an ủi. Ngài an ủi bằng cách cất bỏ gánh nặng cho con người và cho phép họ tìm thấy nguồn sức mạnh và có thể xưng nhận: Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi, vì Chúa là Đức Chúa Trời, chính là sức mạnh của tôi, là lời hát thơ ca của tôi, là sự cứu rỗi của tôi. Sau đó là lời động viên khích lệ to lớn dành cho người mong đợi: Các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn của sự cứu chuộc. Đối với những người Do Thái thời đó, khi nghe các câu này, ký ức về lễ nhà tạm đã được đánh thức. Trong một lễ rước long trọng, nước từ suối Gion, từ nguồn chảy vào ao Siloe Jerusalem, được thầy tế lễ rước vào đền thờ. Trong đền thờ, nước được đổ tràn ra trên bàn thờ. Với việc này, những lời chúc phúc về nước cho năm tới sẽ được cầu nguyện. Chúa ban cho chúng ta nước sự sống, Ngài trở thành nguồn sức mạnh để chúng ta nhờ cậy và sống. Đôi khi chúng ta không nhận ra điều đó, khi gánh nặng cuộc sống đè nén quá nặng nề. Do vậy, chúng ta cần có lời nhắc nhở này: Chúa đang hiện diện ở đây, Ngài có ý tốt với chúng ta và đang đứng sau bức màn của cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa luôn ở đó khi chúng ta trải qua những hoàn cảnh hiểm nghèo. Ngài ban cho chúng ta năng lực để chịu đựng những nỗi đau sâu sắc khi bệnh hoạn, khi phải chia tay người thân, hay khi ở trong những hoàn cảnh mà tự mình không giải quyết được. Ngài ban cho sức lực khi chúng ta trải nghiệm sự căng thẳng với người thân, với bạn bè hay là với những người chung quanh. Biết Chúa thương xót mình, an ủi mình,
người tin theo Chúa có thể cảm tạ Ngài. Chẳng những cảm tạ, người nếm ơn lành của Chúa cũng không thể nín lặng mà sẽ rao truyền sự cảm tạ. Tiên tri Esai khuyên, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy nhắc họ rằng danh Ngài đáng được tôn cao. Những điều tốt lành Chúa ban, chúng ta hay quên đi một cách nhanh chóng, cho nên cần phải cảm tạ. Lòng biết ơn có thể giữ cho việc tương giao với Chúa sống động và gần gũi. Tác giả Thi Thiên đã cảm tạ: chúng tôi là dân sự của Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi. Sự cảm tạ này cần được rao ra: hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, hát ngợi khen Chúa trong các nước. Đức Chúa Trời yêu thương chăm sóc những người muốn sống phước hạnh của sự cứu rỗi, ngay cả khi cuộc sống hiện tại dường như không tốt đẹp. Chúa là nguồn sống, và tín nhân có thể nhận được sức lực từ nguồn nước sống này. Và khi trải nghiệm sự giúp đỡ của Chúa, họ có thể biết ơn và rao truyền cho những người đang ở trong bóng tối của cuộc sống. Việc ngợi khen danh Chúa cũng được nhắc nhở. Esai kêu gọi người nghe: danh Ngài đáng được tôn cao. Tác giả Thi Thiên 148 kêu gọi: hết thảy mọi người hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì chỉ danh Ngài được tôn cao. Danh của Đức Giê-hô-va cũng chính là danh Chúa Giê-xu. Sách Công Vụ đoạn 4 câu 12 bổ túc: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Đức Chúa Trời thương xót, chăm sóc con dân của Ngài và luôn có ý muốn tốt lành cho họ. Ngài chẳng những cứu giúp khi hoạn nạn khốn khổ, Ngài còn an ủi và ban phước để những người được Ngài thương xót có thể bày tỏ lòng biết ơn qua việc rao truyền sự cảm tạ và ngợi khen Ngài. Hết lòng mong muốn. Amen. Amen. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy phù hộ Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy phù hộ tôi, xin hãy cứu độ tôi. Tôi ngước mắt lên cao, không còn ai ngoài Chúa. Tôi ngước mắt lên cao, không còn ai ngoài Chúa. Tôi ngước mắt lên cao, không còn ai, không còn ai, không còn ai ngoài Chúa. Chúa là đường, là sự thật, Ngài dẫn lối con ngọt ngào, là điều nhạc, là lời hát ru con. Chúa diệu kỳ, đường thập tự, Ngài chịu chết thay con. Chúa yêu con, tình hằng con, hằng con đến muôn đời. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy phù hộ tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy phù hộ tôi, xin hãy cứu độ tôi. Xin Chúa ban
Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.